Hoàng Hiếu và anh Đào kính chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Mua Sắm qua truyền hình Asia Shop. Kính thưa quý vị, từ lâu thì chiến thắng bảo hiểm đã trở thành một người bạn đường thân thiết của tất cả mọi người chúng ta, bảo vệ trực tiếp cho tính mạng. Mỗi lần đi học, đi chơi hoặc đi làm, tất cả chúng ta đều cần có một chiến thắng bảo hiểm trên đầu. Và để có được một chiến thắng bảo hiểm vừa an toàn, chất lượng mà lại đảm bảo được sự thời trang và tôn vinh lên được nét cá tính của mọi người thì không phải ai cũng có thể là dễ dàng lựa chọn quý vị nhé. Và đến với chương trình Mua Sắm Tại Nhà được phát sóng trên kênh truyền hình AZ Shop ngày hôm nay, thì Hoàng Hiếu cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình không cần phải lo lắng nữa, vì ngày hôm nay chúng tôi đưa ra cho quý vị một gợi ý hết sức tuyệt vời, đó chính là bộ đồ nón bảo hiểm đến từ thương hiệu Asia. Kính thưa quý vị, và bộ đôi nón bảo hiểm đến từ thương hiệu Asia mà chúng tôi mang đến quý vị có hai chiếc nón, một chiếc nón nam và một chiếc nón nữ. Với chiếc nón nam thì chúng ta có hai đến hai sự lựa chọn về màu sắc. Đầu tiên đó chính là một màu xám lông chuột như thế này, rất sang trọng, rất là tinh tế. Và đối với những bạn nam cá tính một chút xíu, trẻ trung một chút xíu thì chúng ta có thể là lựa chọn những chiếc nón có một cái màu xanh đen như thế này. Và với những chiếc nón nữ thì chúng ta cũng có đến hai sự lựa chọn quý vị nhé. Thưa quý vị, với những bạn nữ chúng ta cũng sẽ có hai sự lựa chọn, đó chính là một chiếc nón màu tím rất là dịu dàng và nhẹ nhàng cho dành cho những ai mà yêu thích sự nhẹ nhàng. Còn đối với những ai yêu thích sự cá tính thì chúng ta có thể chọn cho mình một chiếc nón màu xanh biển thể hiện sự trẻ trung và năng động. Và quý vị có thể quan sát đây, trên những chiếc nón của chúng tôi còn có những hoa văn họa tiết như thế này, rất là trang trí, rất là tinh tế, đúng không nào? Với 650.000 đồng thì chúng ta có hai chiếc nón, một nón nam và một nón nữ đến từ thương hiệu Asia. Thưa quý vị, và bên cạnh đó chúng ta còn nhận được phần quà hấp dẫn, đó chính là một chiếc nón dành cho các em bé. Và với những chiếc nón này thì có những họa tiết cũng như là những hình minh họa rất là năng động và ngộ nghĩnh. Và đồng thời chúng ta còn nhận được một chiếc áo khoác dành cho các bạn nữ có thể bảo vệ làn da của mình mỗi khi đi ra ngoài. Và với những chiếc nón bảo hiểm dành cho các em bé cũng như là những chiếc áo khoác này thì chúng tôi sẽ giao hàng với màu sắc ngẫu nhiên. Wow, quá là tuyệt vời. Như vậy là chúng ta mua 2 nhưng mà được đến 4. Mức giá thì là quá ưu đãi, 650.000 đồng, không thay đổi quý vị nhé. Chúng ta có đến là 2 chiếc nón, một chiếc nón là chiếc nón nam, một nón nữ. Và bên cạnh đó thì phần quà tặng là một chiếc nón của trẻ em và một cái chiếc áo khoác để giúp cho các chị phụ nữ trở nên tự tin hơn mỗi lần mà chúng ta ra ngoài đường, được bảo vệ kỹ lưỡng hơn quý vị nhé. Và ngay lúc này đây thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài của chúng tôi 0839109898 để đặt hàng, hoặc là chúng ta có thể là đặt hàng trực tuyến thông qua website asiashop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí cho tất cả quý vị những chiếc nón chất lượng đến từ thương hiệu Á Châu. Bộ nón cao cấp Asia thiết kế hiện đại, màu sắc thời trang, tạo cảm giác thoải mái khi đội, đặc biệt bảo vệ tốt cho người tham gia giao thông. Bộ nón cao cấp Asia lớp vỏ ngoài được làm bằng nhựa ABS nguyên sinh 100% cao cấp, lớp sơn ngoài được nhập khẩu từ Đức, đệm xốp bằng nhựa ABS, miếng vải lót cao cấp hút mồ hôi, quai đeo bằng sợi tổng hợp. Asia, một thương hiệu nổi tiếng hơn 8 năm trong công nghệ sản xuất nón bảo hiểm, giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao và chứng nhận ISO 9001-2008, một thương hiệu uy tín. Được bán với bộ đôi nón nam và nữ có 4 màu sắc lựa chọn, màu xanh đen và màu xám cho nón nam, màu xanh da trời và tím cho nón nữ, với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ có 650.000 đồng. Bên cạnh đó sẽ được tặng kèm thêm một nón trẻ em và một chiếc áo khoác nữ với màu sắc ngẫu nhiên. Kính thưa quý vị, và chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình giới thiệu sản phẩm, đó chính là những chiếc nón đến từ thương hiệu Asia quý vị nhé. Một thương hiệu đã quá quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam trong nhiều năm qua. Và chắc chắn rồi, bởi vì thương hiệu Asia đã tồn tại trên thị trường Việt Nam những 8 năm. Và bên cạnh đó, một điều quan trọng là năm 2013 đã là thương hiệu đã được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao. Và bên cạnh đó, một điều đặc biệt hơn đó chính là thương hiệu Asia đã đăng ký trách nhiệm thương hiệu và lên đến là 200 triệu đồng cho một vụ tai nạn. Rất là yên tâm thưa quý vị. Thưa quý vị, mới thoạt nhìn qua những chiếc nón bảo hiểm đến từ thương hiệu Asia thì anh Đào cảm thấy rất là thích thú về màu sắc của chiếc nón này, rất là bắt mắt và hợp thời trang. Và với những thông tin mà Hoàng Hiếu vừa cung cấp nữa thì anh Đào nghĩ rằng khi chúng ta sở hữu chiếc nón đến từ thương hiệu Asia, chúng ta sẽ cảm thấy sự an tâm mỗi khi đi ra đường. Và sự an tâm chất lượng của sản phẩm được thể hiện đầu tiên ở yếu tố đó chính là những cái chất liệu cấu tạo nên toàn bộ sản phẩm những chiếc nón. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua chất liệu của chiếc nón này quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là phần vỏ nón. Vỏ nón của chúng ta thì được thiết kế hoàn toàn bằng chất liệu nhựa ABS nguyên sinh 100%, vô cùng chắc chắn, vô cùng bền bỉ. Tiếp đến đó chính là phần mút xốp bên trong cũng được làm bằng chất liệu đó chính là nhựa EVS, sẽ được nén với một cái tỷ trọng rất là cao, vô cùng chắc chắn mà trọng lượng thì rất là nhẹ, sẽ hạn chế được những cái va đập tối đa, bảo vệ cái phần đầu của chúng ta mỗi khi mà chúng ta có một cái sự va đập mạnh. Và tiếp đến một cái bộ phận vô cùng quan trọng nữa Hoàng Hiếu muốn nói đến, đó chính là cái phần lưới đệm bên trong thì được tạo một cái sự thông thoáng nhẹ nhàng cho người sử dụng không nào. Và cái phần lưới đệm này thì được may bằng chất liệu đó chính là sợi tổng hợp. Và một cái bộ phận cũng quan trọng không kém, tạo nên cái sự thoải mái và dễ dàng cho người sử dụng, đó chính là cái phần dây đeo cũng như những cái phần khóa kéo thì cũng được làm bằng chất liệu đó chính là nhựa acetate, vô cùng là cao cấp và an toàn quý vị nhé.
Anh đang nhận thấy là Hoàng Hiếu đang đi chi tiết từ bên ngoài vào trong, nhưng mà chúng ta quên đi một yếu tố rất quan trọng. Đó là chiếc nón đến từ thương hiệu ASA được phủ một lớp sơn tĩnh diện, nhập khẩu từ Đức và bảo hành 12 tháng không xuống màu. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm cảm giác khi mà đội những chiếc nón đến từ hiệu ASA thế nào nha. Một cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là chắc chắn. Hoàng Hiếu đội vào thì cảm giác như là nhẹ nhàng, như là mình không đội một cái gì cả vậy. Còn anh Đào, khi mà anh Đào sử dụng chiếc nón này thì cảm giác của anh Đào như thế nào? Có nhẹ nhàng và chắc chắn như Hoàng Hiếu không? Và anh Đào cũng muốn thử nha. Bên cạnh những cái cảm giác mà anh Hoàng Hiếu vừa chia sẻ, anh Đào cũng cảm nhận được. Đồng thời anh Đào cảm thấy rằng đây là một chiếc nón rất là hợp thời trang. Và bên cạnh sự an toàn thì chúng ta cảm thấy tự tin và đảm bảo đồ thời trang mỗi khi chúng ta đi ra ngoài. Rất là tuyệt vời. Như vậy thì với những bạn nam mà thích cái sự trẻ trung và cá tính thì có thể là lựa chọn những chiếc nón có màu sắc nhiều hiếu đang đội, hoặc là những người mà có một cái lớn tuổi hơn chút xíu, những bác trung niên chẳng hạn, thì lựa chọn một cái màu trầm hơn. Còn đối với những chị em phụ nữ thì chúng ta cũng có đến hai sự lựa chọn về màu sắc đối với chiếc nón đến từ hiệu ASA quý vị nhé. Những người thì nhẹ nhàng dịu dàng thì có thể lựa chọn những chiếc nón dịu dàng như là cái màu tím này chẳng hạn. Còn với những bạn trẻ mà năng động và cá tính như anh Đào thì có thể lựa chọn những chiếc nón màu xanh, đúng không nào? Đúng rồi, và bên cạnh đó chúng ta còn nhận được phần quà rất là hấp dẫn từ chương trình. Đó chính là một chiếc nón dành cho các em bé. Và với những chiếc nón này thì luôn có những hình ảnh cũng như là những màu sắc rất là ngộ nghĩnh và bắt mắt. Đồng thời chúng ta còn nhận được một chiếc áo khoác giúp cho các bạn nữ có thể bảo vệ làn da của mình mỗi khi đi ra ngoài. Và với những chiếc nón dành cho em bé và những chiếc áo khoác thì chúng tôi sẽ giao hàng với màu sắc ngẫu nhiên. Kính thưa quý vị, an toàn và chắc chắn là tất cả những tiêu chí mà những chiếc nón của thương hiệu ASA luôn muốn cung cấp đến tất cả quý vị khán giả. Và với chiếc nón của thương hiệu ASA thì cái sự chắc chắn sẽ được thể hiện bằng những cái thí nghiệm sau đây. Quý vị hãy cùng quan sát lên màn hình, chúng ta có hai chiếc nón, một chiếc nón thông thường và một chiếc nón đến từ thương hiệu ASA. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng búa và đập trực tiếp, gõ trực tiếp lên hai chiếc nón nha. Với chiếc nón thông thường thì anh Đào nhận thấy là chúng ta vừa đập nhẹ thôi thì chiếc nón đã vỡ ra thành nhiều mảnh và cái lớp xốp bên trong dường như tróc ra ngoài luôn. Thì Hoàng Hiếu có tưởng tượng xem mỗi khi chúng ta bị tai nạn hay là va chạm mảnh xuống đường thì có nghĩ rằng là chiếc nón này sẽ vỡ ra rất là nhiều mảnh và những mảnh này có thể kém vào đầu của chúng ta, như vậy rất là nguy hiểm, đúng không nào? Và với chiếc nón ASA thì như nào? Hãy cùng tác động một lực trực tiếp nha. Wow, một cái nữa nào. Anh Đào thấy điều gì không nào? Rất là tuyệt vời, chiếc nón của chúng ta không hề bị biến dạng, đúng không nào? Và với chất liệu nhựa ABS vô cùng cứng chắc, sẽ đảm bảo được sự bảo vệ tối đa cho chiếc đầu của chúng ta trong quá trình mà chúng ta lưu thông ngoài đường. Chẳng may mà xảy ra những cái sự cố mà va đập vào như này thì quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm, chiếc đầu của chúng ta bảo vệ một cách tối đa an toàn quý vị nhé. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đến với phần chất lượng rồi, và rõ ràng thì phần chất lượng, phần cứng chắc thì chúng ta đã hoàn toàn yên tâm. Thế thì cái phần nước sơn và cái phần trang trí bên ngoài thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đến với một cái thí nghiệm nhỏ nữa. Chúng ta sẽ có hai chậu nước, và trong hai chậu nước này thì đã pha sẵn dung dịch, đó chính là những cái chất tẩy rửa, và chúng tôi đã ngâm hai chiếc nón, một chiếc nón thông thường và một chiếc nón đến từ hiệu ASA trong hai chậu nước này một thời gian. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát bên phía chậu nước thông thường. Ở chiếc nón thông thường thì như thế nào ạ? Cái phần bề mặt của vỏ nón thì đã có những cái phần bọt thâm sủi lên, và quan sát kỹ hơn thì cái phần sơn đã bị bong tróc ra và hòa một cái phần màu làm vẩn đục đi cái phần nước tẩy rửa của chúng ta. Còn với chiếc nón ASA thì như thế nào quý vị nhé? Chúng ta hãy xem nha, cũng có một phần nhỏ những cái bọt thâm sủi lên trên cái bề mặt của vỏ nón, nhưng cái phần nước thì không hề bị vẩn đục đi. Và quan trọng là lớp nước sơn của chiếc nón đến từ thương hiệu ASA vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị bong tróc. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dùng những miếng xốp để chà lên chiếc nón bảo hiểm vừa nhúng vào nước tẩy rửa thì như thế nào nha. Với cái phần nón thông thường thì quý vị thấy không, mà chỉ chà nhẹ một lớp sơ qua thôi thì cái phần bong tróc đã bị bay đi, và như vậy thì chúng ta còn thấy được cái phần mũ bên trong nữa, rất là xấu và không được thẩm mỹ, đúng không nào? Còn với cái phần nón ASA thì như thế nào ạ? Hoàng Hiếu cảm thấy là chúng ta đã chà một lượt rất là nhiều lần, thế nhưng mà lớp sơn không bị bong tróc đi mà còn lại sáng bóng hơn nữa, rất là tuyệt vời, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là với những chiếc nón đến từ hiệu ASA, ngoài khả năng cứng chắc thì cái phần sơn được phủ một cái lớp, đó chính là sơn nhập khẩu từ Đức, sơn tĩnh điện, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm về cái sự sử dụng trong một thời gian dài, không bị nắng mưa gió hoặc là những cái yếu tố từ môi trường tác động vào và làm bay màu đi sản phẩm của chúng ta, rất là an toàn và thẩm mỹ thưa quý vị. Và đúng rồi, nói đến đây thì anh Đào chợt liên tưởng rằng với những chiếc nón thì khi chúng ta đội đi ra ngoài đường, chúng ta phải lường trước rằng là chúng ta phải chiếc nón của mình phải chịu những hậu quả như là mưa gió hàng ngày tác động vào. Và sau cái thí nghiệm vừa rồi thì anh Đào nghĩ rằng quý vị khán giả đang xem chương trình sẽ cảm thấy rất là an tâm, sau một khoảng thời gian dài sử dụng chiếc nón của chúng ta vẫn không hề bị phai màu. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được nhắc lại quý vị rằng là chọn bộ sản phẩm một nón nam và một nón nữ đến từ thương hiệu ASA mà chúng tôi đang giới thiệu trên đài giao tiếp ngày hôm nay với mức giá cực kỳ ưu đãi 650.000 đồng. Và phần quà của chương trình ngày hôm nay cũng vô cùng hấp dẫn, đó là chúng ta sẽ nhận được một chiếc nón dành cho trẻ em và với những hình ảnh cũng như là những màu sắc rất là ngộ nghĩnh. Và thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 4 vừa rồi thì theo quy định, những trẻ em từ 6 tuổi ngồi trên xe máy phải đội nón bảo hiểm và cài quai đúng cách.
Và bên cạnh đó chúng ta còn nhận được một chiếc áo khoác chống nắng dành cho các chị em phụ nữ đến từ thương hiệu Ami. Và thưa quý vị, chiếc áo này thì có hai màu sắc. Và với những chiếc áo cũng như là những chiếc nón bảo hiểm dành cho trẻ em thì chúng tôi sẽ giao hàng với những màu sắc ngẫu nhiên. Và một điều đáng lưu ý với chiếc áo đến từ thương hiệu Ami đó là trên chiếc tay áo sẽ có những cái lỗ như thế này để khi mỗi khi chúng ta mặc vào thì chúng ta sẽ xỏ. Như vậy quý vị cứ tưởng tượng xem, mỗi khi chúng ta ra ngoài thì dường như là phần phía trên của bàn tay chúng ta đã được bảo vệ hoàn toàn. Không cần đến bao tay đứa con nào đâu, quá là tuyệt vời thưa quý vị. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhấn mạnh rằng là với mức giá là 650.000 đồng, 650.000 đồng thì chúng ta sẽ có một bộ đồ nón bảo hiểm, một nón nam, một nón nữ. Và bên cạnh đó thì phần quà tặng cực khủng kèm theo đó chính là một chiếc nón trẻ em cũng đến từ thương hiệu Asia và một cái chiếc áo khoác dành tặng cho các chị phụ nữ để giúp cho các chị em của chúng ta có thể là bảo vệ tốt nhất cho làn da của mình mỗi khi ra đường. Và mức giá thì không hề thay đổi quý vị nhé, 650.000 đồng, mua 2 nhưng mà được 4 quý vị nhé. Và ngay lúc này đây thì hãy nhanh tay gọi về tổng đài của chúng tôi 0839109898. Một cái khác để đặt hàng đó chính là truy cập vào website ajshop.net.vn. Chúng tôi sẽ giao tận tay quý vị những chiếc nón bảo hiểm vô cùng chất lượng đến từ thương hiệu Asia. Bộ nón cao cấp Asia, thiết kế hiện đại, màu sắc thời trang, tạo cảm giác thoải mái khi đội, đặc biệt bảo vệ tốt cho người tham gia giao thông. Bộ nón cao cấp Asia, lớp vỏ ngoài được làm bằng nhựa ABS nguyên sinh 100% cao cấp, lớp sơn ngoài được nhập khẩu từ Đức, đệm xốp bằng nhựa ABS, miếng và lót cao cấp hút mồ hôi, quai đeo bằng sợi tổng hợp. Asia, một thương hiệu nổi tiếng hơn 8 năm trong công nghệ sản xuất nón bảo hiểm, giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao và chứng nhận ISO 9001-2008, một thương hiệu uy tín. Được bán với bộ đôi nón nam và nữ có 4 màu sắc lựa chọn, màu xanh đen và màu xám cho nón nam, màu xanh da trời và tím cho nón nữ, với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ có 650.000 đồng. Bên cạnh đó sẽ được tặng kèm thêm một nón trẻ em và một chiếc áo khoác nữ với màu sắc ngẫu nhiên. Lâu nay thì chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là đội mũ bảo hiểm để đối phó, nhưng quan niệm ấy thì hoàn toàn sai lầm, bởi mũ bảo hiểm đã được chứng minh là sẽ giúp giảm khả năng chấn thương nặng do tai nạn giao thông lên đến 69% và giảm khả năng tử vong lên đến 42%. So với những người đi xe máy có đội mũ bảo hiểm thì những người không đội mũ bảo hiểm có nguy cơ chấn thương sọ não cao gấp 4 lần và nguy cơ này tăng lên hơn 10 lần trong trường hợp xảy ra tai nạn. Và ngày hôm nay thì Ajisoft xin được hân hạnh giới thiệu chiếc nón bảo hiểm Asia, thương hiệu đến từ công ty Á Châu, từ lâu đã được người tiêu dùng bình chọn không chỉ bởi kiểu dáng mẫu mã đẹp mà quan trọng là chất lượng của sản phẩm, giúp bảo vệ đầu của quý vị từ trước ra sau rất là chắc chắn. Và bên ngoài thì phủ một lớp tường tĩnh điện cực kỳ bền màu, giúp hạn chế chảy xước và giữ cho mẫu mã luôn bền đẹp. Chúng tôi tiếp tục làm so sánh giữa hai chiếc nón bảo hiểm thông thường và nón bảo hiểm Asia. Chỉ với một tác động nhẹ thôi, nón bảo hiểm thông thường đã bị vỡ thành nhiều mảnh, trong khi nón bảo hiểm Asia thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả khi chúng tôi đã dùng đầu nhọn của búa đập liên hồi thì chiếc nón vẫn không hề hấn gì cả. Đó là vì nón Asia được cấu tạo bởi chất liệu nhựa ABS nguyên sinh 100% bền chắc. Lớp giữa bên trong là lớp xốp ABS được nén với tỷ trọng cao, có chức năng hấp thụ xung động khi mũ chịu lực và đập mạnh. Chúng tôi tiếp tục làm so sánh về chất lượng sơn của sản phẩm. Một bên chúng tôi sử dụng nón bảo hiểm hàng chợ thông thường, một bên thì chúng tôi sử dụng nón bảo hiểm Asia và cùng nhúng vào dung dịch chất tẩy rửa. Wow, quý vị xem kìa, nón bảo hiểm thông thường được bao phủ bởi lớp sơn kém chất lượng, vậy thì khi gặp chất ăn mòn tạo ra phản ứng sủi bọt tâm lên trên. Chúng tôi tiếp tục dùng miếng xốp nhẹ chà sát lên bề mặt của nón, lớp sơn dần dần bị bong tróc ra ngoài, trông vô cùng xấu xí. Còn với chiếc nón bảo hiểm Asia thì sao đây? Chúng tôi cũng làm thí nghiệm tương tự, nhưng quý vị xem kìa, bề mặt sơn thì không hề có sủi bọt tâm, chẳng hề có phản ứng nào xảy ra cả. Điều đó chứng tỏ rằng là lớp sơn tĩnh điện vô cùng bền chắc. Quý vị có thể là đi mưa, đi gió, nắng mà không lo bị phai màu sản phẩm. Nón bảo hiểm Asia, thương hiệu đến từ công ty Á Châu, giúp bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc gia đình của quý vị. Bộ nón cao cấp Asia, thiết kế hiện đại, màu sắc thời trang, tạo cảm giác thoải mái khi đội, đặc biệt bảo vệ tốt cho người tham gia giao thông. Bộ nón cao cấp Asia, lớp vỏ ngoài được làm bằng nhựa ABS nguyên sinh 100% cao cấp, lớp sơn ngoài được nhập khẩu từ Đức, đệm xốp bằng nhựa ABS, miếng và lót cao cấp hút mồ hôi, quai đeo bằng sợi tổng hợp. Asia, một thương hiệu nổi tiếng hơn 8 năm trong công nghệ sản xuất nón bảo hiểm, giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao và chứng nhận ISO 9001-2008, một thương hiệu uy tín. Được bán với bộ đôi nón nam và nữ có 4 màu sắc lựa chọn, màu xanh đen và màu xám cho nón nam, màu xanh da trời và tím cho nón nữ, với mức giá cực kỳ ưu đãi chỉ có 650.000 đồng. Bên cạnh đó sẽ được tặng kèm thêm một nón trẻ em và một chiếc áo khoác nữ với màu sắc ngẫu nhiên.
Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình mua sắm qua truyền hình Ajashop, và chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình giới thiệu bộ đôi nón bảo hiểm đến từ thương hiệu ASEAN, một thương hiệu đã quá quen thuộc đối với người tiêu dùng Việt Nam trong suốt nhiều năm qua và đã được bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao quý vị nhé. Và với sản phẩm này thì sự an toàn và chất lượng luôn là tiêu chí hàng đầu mà những nhà sản xuất của ASEAN đã cung cấp đến tất cả quý vị nha. Sự chất lượng thì được thể hiện ở cái phần chất liệu của chiếc nón, như là chúng ta hãy cùng nhau điểm qua cái phần chất liệu của chiếc nón thì cái phần vỏ bên ngoài được làm bằng chất liệu nhựa ABS nguyên sinh 100% vô cùng chắc chắn. Phần mút số bên trong thì được làm bằng chất liệu đó chính là nhựa ABS, cũng rất là chắc chắn, được nén với cái tỷ trọng rất là cao, sẽ tạo cái sự êm ái tối đa cho người sử dụng. Và một cái phần không thể thiếu tạo nên cái sự thông thoáng, dễ dàng sử dụng, đó chính là cái phần lớp lưới bên trong được làm bằng chất liệu đó chính là sợi tổng hợp. Và những cái phần quai hay là những phần nút cắm cũng rất là được chăm chút, làm bằng những cái chất liệu vô cùng thân thiện với làn da và sức khỏe người sử dụng, đó chính là nhựa acrylic quý vị nhé. Chiếc nón của chúng ta được phủ một lớp sơn tĩnh điện nhập khẩu từ Đức, và với chất lượng này thì chúng tôi có thể tự tin bảo hành lên đến 12 tháng mà không hề bị xuống màu. Và một lần nữa thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua bộ sản phẩm của chúng ta có gì quý vị nhé. Một bộ đôi nón, một nón nam và một nón nữ. Với nón nam thì chúng ta có đến hai sự lựa chọn về màu sắc. Đầu tiên đó chính là một cái màu xám rất là sang trọng, rất là tinh tế. Còn đối với những quý ông hơi đứng đầu một chút xíu, cái sự cá tính và sự lịch lãm thì chúng ta có thể là sử dụng những chiếc nón có màu xanh đen như thế này. Và nón nữ thì chúng ta cũng có đến hai sự lựa chọn về màu sắc, đó là gì vậy anh Đào? Thưa quý vị, và với các bạn nữ chúng ta cũng sẽ có hai sự lựa chọn. Anh Đào tin chắc rằng với những người phụ nữ có cá tính nhẹ nhàng thì màu tím sẽ là sự lựa chọn hàng đầu, thể hiện sự duyên dáng của những người phụ nữ. Còn với những bạn nữ thích thể hiện sự trẻ trung năng động thì chúng ta sẽ chọn cho mình chiếc nón màu xanh biển như thế này đây. Và mức giá của chúng tôi được giới thiệu trên Ajashop ngày hôm nay cực kỳ ưu đãi, 650.000 đồng. Chỉ với 650.000 đồng thì chúng ta đã có ngay một bộ đôi, một nón nam, một nón nữ, và phần quà tặng kèm theo cũng vô cùng giá trị và hấp dẫn. Đó là chúng ta sẽ nhận được một chiếc nón dành cho trẻ em, cũng được thiết kế theo tiêu chuẩn của thương hiệu ASEA. Đồng thời chúng ta sẽ nhận được một chiếc áo chống nắng dành cho các chị em phụ nữ đến từ thương hiệu AMI. Và với những chiếc áo khoác và những chiếc nón dành cho trẻ em thì chúng tôi sẽ giao hàng với màu sắc ngẫu nhiên. Quý vị thân mến, vào từ nay thì chúng ta hãy bỏ đi suy nghĩ đội nón bảo hiểm để đối phó, mà hãy bảo vệ cho tính mạng của tất cả các thành viên trong gia đình của chúng ta với những chiếc nón bảo hiểm vô cùng chất lượng, như là những chiếc nón đến từ hiệu ASEA quý vị nhé. Và anh Đào hy vọng rằng quý vị khán giả đang xem chương trình hãy trở thành những người tiêu dùng thông thái, chọn cho mình những chiếc nón bảo hiểm đến từ thương hiệu ASEA. Và đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Anh Đào và Hoàng Hiếu xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.